Ngày 20 tháng 3 năm 2020, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết, đơn vị đang yêu cầu Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Đồng Tháp giải trình về việc các cầu thủ tham gia cá cược ở giải U21 Quốc gia năm 2019. Cụ thể, trong bản tường trình viết tay của cầu thủ Huỳnh Văn Tiến, người cầm đầu nhóm cầu thủ bán độ của U21 Đồng Tháp, Tiến đã rủ rê tất cả các cầu thủ trong đội, trừ đội trưởng Hoàng Duy, chơi cá cược với hình thức tài xỉu số tiền 150 triệu đồng khi U21 Đồng Tháp gặp U21 Vĩnh Long diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Kết thúc trận đấu đó, U21 Đồng Tháp nhận về số tiền thắng là 133 triệu đồng. Tiến chia cho 10 cầu thủ đá chính và 2 cầu thủ dự bị. Trong số những cầu thủ trẻ vướng vào nghi án bán độ tại U21 Đồng Tháp, có không ít cái tên từng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của bóng đá nước nhà. Nổi bật nhất là Trần Công Minh, người được coi là thần đồng bóng đá Đồng Tháp và ông vua giải trẻ ở Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1999 chính là trụ cột của các đội trẻ U15, U17 và U19 Đồng Tháp giành hat-trick vô địch tại các giải U15 Quốc gia năm 2014, U17 Quốc gia 2016 và U19 Quốc gia 2018. Trước đó, VFF cũng đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an điều tra nghi án bán độ tại giải U19 Quốc gia 2020 có liên quan đến thủ thành của U23 Việt Nam, Y Eli Niê. Có thể nói, sau một giai đoạn yên ổn, bóng đá Việt Nam mới trải qua một cơn bão nghiêm trọng về vấn đề đạo đức cầu thủ nóng như vậy. Theo những thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông gần đây, hai nghi án tiêu cực nói trên sẽ được VFF thẳng tay xử lý không do dự. Đây cũng là điều dễ hiểu trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang gặt hái nhiều thành công trong thời gian qua, và chắc chắn những người làm chuyên môn không muốn những hệ lụy tiêu cực có ảnh hưởng đến niềm tin của người hâm mộ, điều mà chúng ta phải rất vất vả mới có được. Với những cầu thủ trẻ, sai lầm là điều dễ mắc phải nếu như họ không được đào tạo và dạy dỗ trong một môi trường hoàn hảo. Nhìn từ hai câu chuyện buồn nói trên, có thể nhận thấy hai đội bóng Đồng Tháp và Đắk Lắk còn khá lòng lẻo và thờ ơ trong công tác quản lý cầu thủ trẻ, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Nhưng rõ ràng, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về chính các cầu thủ, những người đáng lẽ phải thường xuyên trau dồi ý thức về mặt đạo đức trên sân cỏ. Nếu nhìn ở góc độ tích cực, Công Minh, Ielinie và những gương mặt trẻ khác vẫn có cơ hội sửa sai, còn làm được đến đâu là câu chuyện của mỗi cá nhân. Hãy cùng Next Sports nhìn nhận vấn đề qua câu chuyện của những cựu danh thủ đã trở lại chính mình sau những vấp váp đầu đời. Đừng quên like, subscribe và ấn nút chuông để theo dõi những video mới hấp dẫn trên Next Sports và Next Sports Special. Trở lại thời điểm đầu của thế kỷ 21, bóng đá Việt Nam thời điểm đó vẫn còn khá vô danh trên đấu trường châu lục, và tất nhiên, ám ảnh về người Thái luôn là nỗi lo thường trực của thế hệ thời đó. Nhưng bù lại, tình yêu của người hâm mộ Việt Nam luôn là điều đáng trân trọng. Cũng giống như những Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu như hiện tại, thế hệ cha anh chúng ta lúc đó cũng có cho mình những idol quốc dân. Trong đó, chắc chắn không thể bỏ qua cái tên như Phạm Văn Quyến, người làm tổ chức biết bao con tim yêu bóng đá Việt Nam. Danh vọng, thành công cộng với việc trở thành thần tượng bóng đá từ khi còn quá sớm khiến cho Quyến dần đánh mất mình, dẫn tới hệ quả đau lòng sau sự kiện Bacolod Philippines. Cùng với Văn Quyến, một cái tên khác cũng để lại biết bao nỗi niềm tiếc nuối, đó là Lê Quốc Vượng, người đáng nhẽ đã trở thành một tiền vệ xuất sắc của đội tuyển quốc gia. Ngoài Văn Quyến và Quốc Vượng, đại án ở Bacolod năm 2005 cũng đã khiến 5 tài năng trẻ khác của bóng đá Việt Nam lao đao, gồm Văn Trường, Hải Lâm, Bật Hiếu, Phước Vĩnh và Quốc Anh. Năm 2005 là một cái sự cố chúng ta không muốn nhắc lại nữa, và cái điều đau đớn là một số cầu thủ ngoài cái việc mà họ đã phải bị xử án thì tất cả họ, kể cả Quốc Anh là người sau này đã giành bóng vàng Việt Nam, không bao giờ trở lại được phong độ nữa. Chúng ta đã đánh mất niềm tin vào một lứa cầu thủ và họ cũng đánh mất mình, để rồi sau đó họ không bao giờ bắt nhịp trở lại bóng đá đỉnh cao nữa. Đấy là một cái chuyện mà rất đau đớn. Dẫu vậy, như nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen đã từng nói, đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ chẳng bao giờ ngã. Những gương mặt nói trên đều đã tự mình biết cách đứng dậy sau cú vấp ngã đầu đời. Văn Quyến sau khi trở lại bóng đá đã có những năm tháng chơi bóng khá thành công trong áo Sông Lam Nghệ An và The Vissai Ninh Bình. Thậm chí, Quyến từng được huấn luyện viên Calisto triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia vào năm 2010. Hiện tại, cậu bé vàng năm nào đang được biết đến với chức vụ huấn luyện viên phó của U17 Sông Lam Nghệ An. Tôi cũng rất vui hai người học trò đó là cũng là đã là những cái cầu thủ nổi danh của những cầu thủ danh của những lứa trước, đặc biệt là Văn Quyến và Như Thuật là những cầu thủ đã tạo nên cái tên tuổi vang dội ở giải đấu U16 của châu Á. Đó một cái điều rất thuận lợi là Như Thuật và Văn Quyến đã tận dụng tốt những kinh nghiệm và những cái chuyên môn mình được học hỏi để trở thành huấn luyện viên để truyền đạt cho các em đạt được những cái thành tích hôm nay, thì tôi nghĩ chỉ là mới bước khởi đầu, chắc chắn là sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tương tự Văn Quyến, Quốc Vượng sau những năm tháng rời xa sân cỏ bất đắc dĩ cũng đã trở lại nghiệp cầu thủ trong màu áo thể công Xuân Thành Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Sau khi giải nghệ, cựu cầu thủ xứ nghệ chuyển sang công việc kinh doanh, nhưng gần một năm trở lại đây, anh đã chính thức trở lại con đường huấn luyện với vị trí huấn luyện viên phó ở câu lạc bộ Hải Phòng. tất nhiên là cái công việc mới thì nó khó khăn rồi, nhất là với người như mình nghỉ hơi lâu. Tuy nhiên trong cái khó khăn thì mình đã có thuận lợi là mình cho bóng đá đỉnh cao cũng khá, cũng được tiếp xúc với huấn luyện viên ngoại, cũng được cọ sát với các đối thủ lớn. Thì đấy là mình, cái kinh nghiệm của mình có thể vận dụng vào để mình hỗ trợ mình cái thời gian đầu để vượt qua khó khăn đấy. Văn Trường, Hải Lâm hay Bật Hiếu đều đã được những thành tựu nhất định khi trở lại nghiệp cầu thủ. Nhưng Quốc Anh là trường hợp nổi bật hơn cả. Không chỉ khẳng định lại vai trò trụ cột tại SHB Đà Nẵng, Quốc Anh còn xuất sắc giành danh hiệu của bóng vàng Việt Nam năm 2012. Hãy thử tưởng tượng không có sự bao dung của xã hội, cộng đồng, những cầu thủ lầm lỡ kia liệu có còn nghĩ tới việc đơn giản nhất là sống với nghề, ngay cả khi họ nhận được sự ân xá của pháp luật. Quay trở lại câu chuyện lúc đầu về các cầu thủ U19, cần phải khẳng định rằng lỗi lớn nhất nằm ở chính bản thân các cầu thủ trẻ của hai đội bóng Đồng Tháp và Đắk Lắk. Tuy nhiên, như đã nói, các em còn rất trẻ, phía trước các em còn cả một chặng đường dài. Chúng ta cương quyết nói không với tiêu cực, nhưng cũng nên để dành một con đường cho các em trở lại. Công Minh hay Y Eli Niê là những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Biết đâu đấy, từ sai lầm này, họ sẽ có cái nhìn nghiêm túc hơn về con đường bóng đá chuyên nghiệp mình chọn. Cũng cần nói lại rằng, không phải ai vấp ngã cũng có thể tìm thấy lối đi đúng đắn. Chúng tôi không muốn nhắc đến trường hợp cụ thể nào, vì điều đó lúc này cũng không còn quan trọng khi bản thân họ đều phải trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra. Nhưng quả thực, không ít trường hợp cầu thủ bóng đá Việt Nam không thể gượng dậy được khi được trao cơ hội, thậm chí còn tiếp tục lao vào những rắc rối bên ngoài, tàn phá cả sự nghiệp hứa hẹn. Tôi cho rằng là nên mở con đường cho các em, bởi vì nói gì nói, bóng đá trẻ mà chúng ta gọi nôm na là nếu có nhúng chàm thì lỗi đầu tiên thuộc về người lớn, phải khẳng định như thế. Bởi vì những cầu thủ đang ở tuổi teen, tất nhiên là trên 18 tuổi là quyền công dân rồi, thế nhưng mà ở một góc nhìn nào đó, với mặt bằng Việt Nam, họ vẫn là những cầu thủ trẻ đang ăn tập thi đấu cho các đội trẻ, thì người lớn vẫn là những người phải chịu trách nhiệm. Thành ra là những cái trách nhiệm thì nên có sự sẻ chia, có những cái đồng cảm. Và tôi đồng tình với quan điểm là dù có án nặng thế nào thì vẫn mở đường cho các em ấy, có thể cũng phải chờ mất vài năm để mà tiếp tục cái con đường thi đấu của mình. Không ai dám chắc Công Minh, Y Eli Niê và những đồng đội cùng trang lứa sẽ biết cách lấy lại sự nghiệp cũng như niềm tin nơi người hâm mộ. Song chỉ ít, chúng ta cũng cần cho các em nhận ra cái sai nghiêm trọng trong hành vi của mình để từ đó có động lực mạnh mẽ quay trở lại. Sai lầm của tuổi trẻ là điều có thể thông cảm, nhưng việc lấy nó biến thành động lực sửa chữa đến đâu sẽ phụ thuộc lớn vào ý chí của bản thân mỗi cầu thủ. Chỉ hy vọng trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ không còn phải đau đầu với những vụ việc đáng tiếc như thời gian vừa qua. Còn đối với các cầu thủ chót nhúng chàm, hy vọng họ có thể mạnh mẽ gượng dậy trong vòng tay bao dung của người hâm mộ cũng như những người làm thể thao.